chào các bạn, sau đây Fian sẽ hướng dẫn cho các bạn ăn nho một cách phù hợp với cá tính của mình. Mình nghe cái tham quan họ phàn nàn là xin lỗi hướng dẫn viên quèn nha. Chào mừng quý khách đã đến với Barashi Tour. Quý khách thân mến, lịch trình của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ như sau. Chúng ta sẽ tham quan những danh thắng nổi tiếng của thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Và sau đó chúng ta sẽ ăn uống nghỉ ngơi tại nhà hàng và cà phê của chuỗi dịch vụ Barashi. Quý khách thân mến thì ở đây chúng tôi sẽ có thời gian và địa điểm ghi cụ thể trên những tờ bướm sẽ phát cho quý vị. Trước tiên thì chúng ta sẽ check in tại Phan Rang Hotel. Đây là một trong những khách sạn tốt nhất thành phố với dịch vụ vô cùng tiện nghi. Nhân viên thân thiện sẽ giúp cho quý khách có những giờ nghỉ ngơi thoải mái. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có 30 phút để chuẩn bị. Anh chị ra xe, xe đang chờ. Từ từ đi. Ủa anh chưa qua kem chống nắng xong. Từ từ đi, trễ chứ có chết mà sợ. Dạ, xe đang chờ anh chị nãy giờ. Đến. Quý khách thân mến, hiện tại chúng ta đang đứng tại hang Rái thuộc khu vực vườn quốc gia Núi Chúa. Ở đây chúng ta có hang Rái, thềm san hô cổ và đá muối. Trăm nghe không bằng một thấy, thôi thì bây giờ quý vị hãy cùng tiến lên đây và tự khám phá cho bằng hết. Xin mời. Hoa nó đẹp quá à. Chụp hình cho em đi. Nè em, mình đi qua chỗ khác chụp đi. Anh thấy chỗ này nguy hiểm quá. Tào lao, em không thấy nguy hiểm, chụp cho em đi. Chụp cho em đi. Nhiều kiểu nha, anh bấm liên tục quá. Quá đẹp quá. Đổi kiểu. Chị ơi, ở đây nguy hiểm lắm. Chị vào trong chụp hình giúp em đi ạ. Nguy hiểm gì, tôi không có thấy nguy hiểm. Nè, đừng có làm tôi mất hứng nghe chưa, tôi đang bực bội đó. Nhưng mà... Như cái gì? Tôi có tiền, tôi có quyền, tôi muốn đứng đâu tôi đứng. Nhiều chuyện biết. Nhìn thấy ngứa mắt thiệt á. Hết hứng nhưng mà thôi chụp tiếp. Chụp đi anh. Ăn selfie anh. Ơi lại đây, xích lại đây gần em coi. Quý khách thân mến, hiện tại chúng ta đang đứng tại làng nho Thái An. Và đây là vườn nho Thái An Quán. Quý khách có thể mua nho mang về và tính theo giá của nhà vườn, khoảng tầm vài chục ngàn đồng một ký thôi. Còn đây là Gia Hân, người sẽ trực tiếp hướng dẫn cho mọi người tại vườn nho. Xin chào mọi người, tôi là Gia Hân. Nếu như mà tất cả mọi người có thắc mắc gì á thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi nhé. Còn bây giờ mời mọi người đi tham quan. Ê, nhỏ kìa. Ủa, gì anh?
hân hoa khôi trường mình năm nào đây mà. Sao bây giờ xa cơ thất thế? Hướng dẫn viên du lịch hả? Vậy thôi, ráng phục vụ tôi cho tốt nha. Chào Phi Anh, lâu quá không gặp. Nhưng mà chắc là tại vì Phi Anh không làm cho nên là Phi Anh không biết. Nghề hướng dẫn viên du lịch rất là vui. Được đi đây đi đó nè, học nhiều thứ với lại có thêm mối quan hệ nữa. Ừ, anh cũng thấy đúng rồi đấy, đi thôi. Đúng gì mà đúng. Hãy ngồi về mặt đi. Anh, quay clip cho em đi. Xin chào các bạn, sau đây Phi Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn ăn nho một cách phù hợp với cá tính của mình và những cái điều kiện mà các bạn có. Ví dụ đây, ví dụ như chùm nho này, chúng ta ăn không tới thì chúng ta có thể nhảy lên. Nếu như mà đau quá thì không sao, các bạn có thể dùng tay các bạn kéo xuống. Còn nếu như các bạn kéo xuống không được nữa thì chúng ta hãy ăn một chùm nho lùn hơn, hợp với sức của chúng ta. Ghê quá à. Vui không anh? Còn nếu như mà chùm nho nó không mùi thức nữa thì chúng ta có thể dùng tay chúng ta giật xuống. Còn ví dụ như cái chùm nho này, trời đất ơi là trời đất ơi, nho người ta bán mà sao chị ăn uống kỳ vậy? Ủa, có liên quan gì tới anh không? Anh phải chủ vườn không? Trời đất ơi là trời đất ơi, chủ vườn ơi, nó ăn hiếp tôi, chủ vườn ơi. Trời đất ơi, anh dễ sợ quá anh. Thấy chưa? Trời, mất hứng rồi, thôi ăn tiếp. Anh ăn không? Ăn đi, ăn đi. Ăn thử kiểu đó đi, ngon lắm á. Ăn đi. Đấy là ăn đi, ăn. Thôi ăn không ăn đâu. Ăn vậy đi. Ăn heo, không cá tính gì hết trơn. Ăn tiếp. Thôi ăn ơi. Phi Anh ơi, mình nghe cái tham quan họ phàn nàn là xin lỗi hướng dẫn viên quèn nha. Tôi lỡ mà tại mỗi lần mà tôi ngứa tay á tôi hay bị lỡ vậy lắm. Đi ăn đi. Ăn xin lỗi cô nha. Còn em giới thiệu món ăn cho anh không? Tại vì tụi em có rất là nhiều món ăn. Với lại mình lên bè như thế này á thì mình ăn hải sản sẽ rất là ngon, rất là tươi. Có món nào mà ngon như em giới thiệu cho anh với. Anh mới nói gì vậy? Muốn chết không? Đi. Đừng ra, làm cái gì mà lôi kéo kéo mày. Trời, anh bị con hồ ly tinh này quyến rũ rồi đúng không? Để tôi coi giải quyết làm sao chuyện hồ ly tinh mà cướp chồng tôi là trời ơi. Phi Anh ơi, chắc là Phi Anh hiểu lầm rồi đó. Chẳng qua là không nói chuyện đồ ăn với anh ấy thôi à. Nhưng mà nếu như mà Phi Anh không thích thì cho Hân xin lỗi nha. Cái chuyện nhỏ nhẹ quá ha. Giải quyết dễ dàng quá ha. Để tôi coi. Giám đốc tôi đâu? Ra đây giải quyết gì đây coi. Xin lỗi vì đã làm phiền à. Có chuyện gì chúng ta có thể trao đổi được không ạ? Xin lỗi cái gì? Nó cướp chồng tôi nè. Coi đi, hướng dẫn gì mà cướp chồng người khác vậy? Đi thôi, có nhiều đó cũng không sợ. Bỏ ra coi.
khách thân mến, đây là khu vực của chúng ta tham quan trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là một khu vực mới được khai phá cho nên còn hoang sơ. Chúng ta chỉ tham quan những khu vực cho phép. Còn bây giờ thì chúc quý vị sẽ có một buổi trải nghiệm thật thú vị với Paradise Tour. Chị ơi, gì đó sao ám hoài vậy? Em xin lỗi nhưng em sợ chị gặp nguy hiểm. Nói xong chưa? Đây không phải con đít. Lỡ chị có chuyện gì tụi em chết chắc. Biến đi. Khùng gì đâu á. Đang bực bội gặp cái gì đâu không à. Nhìn ngứa mắt quá, biến đi. Bực bội. Đi chơi cũng vui vậy trơn. Hết nhỏ này hết tới nhỏ kia. Công nhận tour này thích ghê anh ha. Đẹp quá. Không, mai mốt có tụi mình hưởng từng con vật á, tụi mình đi tour này tiếp đi nha. Nhưng mà nếu mà không có mấy người khó chịu hay soi mói mình á, còn vui hơn nữa. Đặc biệt là anh nhỏ Hân á, em ghét dễ sợ luôn anh. Em nói gì kỳ vậy? Anh với Hân nó cũng... Cũng sao? Anh mê nhỏ nó rồi đúng không? Anh nói gì kỳ vậy? Này, em là người yêu anh, chứ có phải mẹ anh đâu mà suốt ngày lớn tiếng. Không thích thì dẹp. Anh mê nhỏ nó rồi đúng không? Ừ đấy, thì sao? Tại con nhỏ nó mà anh giỡn em vậy hả? Anh đứng lại coi. Chị có chuyện gì là tụi em chết hả? Cho tụi bay chết luôn. Khỏi kiếm tao. Anh có gọi được không? Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa. Cả Hân nữa. Tôi gọi cho Hân cũng không được. Hay là đâu? Ủa? Mọi người đâu hết rồi? Anh sẽ đi tìm tiếp đi, còn tôi sẽ gọi về cho trung tâm. Anh gọi đi. Thank you.
Chúng tôi cần thêm lực lượng hỗ trợ. Dạ. Dạ, càng sớm càng tốt. Dạ. Ê, dạ được kìa, dạ được kìa. Xe anh đây nè mọi người ơi. Có sao không? Cô còn điên à? Cô nghĩ cô là ngôi sao à? Trên đảo này có mình cô à? Hên là hồi nãy em thấy Phi Anh đi vô trong kia, cho nên là em đi theo cô ấy. May là không có chuyện gì. Hân, xin lỗi. Từ sáng giờ bà tha lỗi cho tôi nha. Em xin lỗi mọi người. Tôi không cần một người đàn ông như vậy. Ủa, chuyện gì vậy? Như quý vị đã thấy, việc an toàn trong mỗi chuyến đi du lịch là điều vô cùng quan trọng. Và điều quan trọng không kém đó chính là lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Đến với Balaji, chúng tôi sẽ mang lại sự hài lòng cho quý vị.